tay rồi đó. Tụi xuống luôn. Mê rồi. Gì vậy? Cái lắp như kia á. Chứ tao ta kẹp cái tay tao sao bắt được. Ở đâu kìa? Dưới dạ xuống á. Thằng ơi, mà có hang ở dưới vậy? Đùa. Dạ xuống trống. Nè, tao chịu cái tay tao mày hồn trống nghe xong. Chưa, chưa. Nghe nghe, cái tay tao được kẹp cái lắp cái luôn. Cái tay tao kẹp cái đuôi đó. Kẹp gì? Kẹp đuôi cái lắp lại. Ờ, do trời cá bự bự không mà quê. Ừ, cái gô, nó bắt ngoài không được. Đừng cho nó ra ngoài, ém nó lại. Còn. Chịu, nổi không? Chạy lúc bể này là sao, chín cái gì không? Đuôi đâu? Đuôi ta kẹp xuống tay nè. Kẹp ghê, thôi ra luôn. Đuôi kẹp, nó không được. Cái đuôi ai kẹp? Rồi. Trời ơi, cái mề kìa. Rồi, đúng vậy luôn rồi. Chứ, đâu rồi? Trời, dính rồi. Dính chưa? Dính rồi. Đâu? Trời ơi, cái lóc. Còn cá không? Nhà ta giải xuồng đây nè. Giải sao nổi? Kẹt tay á. Giữ chai. Năm mấy con luôn. Hóp hóp bên cá đúp. Ừ. Dở lên cho xong. Chỗ nào sao nổi, cầm bị sống đó. Lên mở phụ lên. Nó không lắm ơi, có cỡ. Đâu ai có lắm, vậy đâu bệnh á. Gì? Dạ. Gì? Con có lắm. Con thấy cái đời này kính mít nhà. Chưa từ từ, để bắt cái chốt nha, để đâm chết á. Đụng lắm chồng hôm á. Trời ơi. Sao đây? Con tiêu rồi, có chạy mì đắng không? Lặn theo mấy xuồng à. Mì đắng á. Lúc bển này ơi. Đây, ở đây cùng ơi. Gì? Cái gì vậy? Cái tay ai hả? Tay tao. Cùng gì vậy? Chừng chuyện chạy ra ngoài hay gì vậy? Nhớ lên cây. Ông ấy nè, ông ấy đi tụi bay. Đi nguyên như bển á. Ai da, không được. Lúc mình kia là không được. Đấy, dở chuồng rồi luôn. Dở thôi. Cái bò. Bà có con nào không? Dở đi đây. Cá lóc bự bộn hả? Có xí cù. Trời trời, sao cá chốt nó nhúc ra giữa mày không? Ê. Ủa, có một khuyên chạy rồi. Ơi, cá chốt nó nhúc ra dữ lắm nghe mày không? Ừ. Nó hợp lộ nữa dữ. Dạ. Cá gô. Cái lỗ nó như có hang cái gì đó. Dừng cá chốt nha anh. Giúp này cá chốt giúp này nó yếu hơn mấy cá kia. Yếu hơn cá rô. Ơi, cá chê trời. Ủa? Gì? Cá phi. Mà cá mé. Dính như. Dính như. Máy đập đâu? Rồi, chạy nữa rồi. Ây da. Gì vậy? Cá phi. Máy đập tiêu rồi. Từ từ mấy ông ơi, dữ lắm nhiều. Đụng kịch kịch luôn. Ừ, mấy đập. Nó, ngon đó. Ôi da. Trời ơi, đụng cái mắt cá anh quý hết hồn bên dưới kìa. Anh thấy chứ. Gì xong? Sao xong? Sao giờ luôn á vậy? Thắng bỗng quá vậy? Cái này sâu lắm nghe anh em. Trời ơi. Đụng kịch kịch luôn. Nè cho em từ tỉnh nha. Ôi ôi. Đụng kịch kịch luôn á. Như còn cái bò ở đây nữa gì đó. Dỡ mấy cái bò chú ba Dương ba hồi nữa về mình mua cho Dương ba bịch trà ha. Cái này thì cát không à cả nhà. Cua. Ở cái xuồng kia anh thiết ơi.
tới bên chuyện. Xu gì kỳ chạy nằm dắt ngang ốc ốc đắng nóng lạnh luôn xuồng rồi. Ê cái bò đâu đây nè, dẫn đi bánh biến biến lớn. Thôi bò đây nè, đây nè bình mày ơi, dở đấy thiết lên chừng cái lóc nghe nha. Ê cái nhắm chừng kìa, anh dở lên anh xong tiếp xong rồi có lóc dây ra anh con rồi. Dở lên, dở lên dữ lắm nhiều. Qua đây nè, qua đây nè. Cái xuồng từ 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 từ. Cái kéo bên kia đi. Đây. Dạ. Ê. Gì? Coi chừng có ai vậy kìa. Dỡ lên. 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 Dỡ còn nhóc thân á, nhảy con nhỏ con này kìa kìa. Trời ơi trời ơi, cái lóc bé gì á, trời ơi trời, cái gì cái thằng hả, cái gì vậy xong đúng rồi, mình mua cho chú ba cái bịch trà là phải rồi đó kìa. Cái gì dữ thằng đó trời. Đường đường chừng giấy không phải. Chạy đó đi, chạy đi. Nhóc chờ kìa, đây cá lóc gì nè. Còn cá không? Cá chốt nè. Dữ lắm cá rồi cá nha. Cá chốt nhóc chừng á. Cá rô nè. Chốt ừ. Kìa chốt kìa. Thằng ơi nó ùa ra một cái lúa giật mình luôn á. Ừ, cái chốt nó bác sĩ cũ bự nè. Còn cái lóc à. Nằm xong rồi. Nè, nè gạt cái. Gạt cái xong, cái xuống xong. Ừ, còn mấy cái nữa vậy? Bò. Rồi. Có hai cái hả? Nhớ ba không cái luôn hả? Đổ nước. À, anh nhúng cái này nè, anh dở lên cái bỏ cái này nó trong. Nó ngô bự. Cho lại mày cái này. Để nhúng đổ nước lên cái xong rồi bự. Nước lên đó cái rửa cái hết rồi, hết rồi. Đừng sót cái chốt á, nguy hiểm lắm. Thấy chưa? Nè, ra xong. Ra xong. Ừ. Đi. Thôi. Xin nhiều quá. Coi để xuống quậy cái nữa, kiếm cái lóc coi, cái lóc bự ủ quá. Để đạp cái lóc bự xuồng ủa. Đạp vô luôn à. Cái búng nè, giúp đây nè. Đã thiệt. Cái đồ quá ngon. Ây da. Này nhìn coi mấy cái hàng. Có mấy cái hàng này năm xưa nè. Hàng nhiều lắm. Cái lọc kiến không à? Dữ lắm hàng fan ơi. Fan ơi, hàng dữ lắm hàng. Mà không có cá lóc kiến không à? Quẩy hồi cá vô bò nữa đó. Trời ơi, nó mày lăn lừ ở đây nè. Kiếm cá lóc phải ơi. Mày quá. Vô phan. Trời. Thiệt tình. Tay yếu xìu. Chính bác sĩ cù phen á. Sao phen? Không có. Sao không lại đọc tiêu vậy? Sao phen? Kìa. Chính phen. Gì? Sao nó bị cái làm gì lắc lư chỗ này trời? Để mồi đây nè. Nó sâu lắm sao mò không tới đâu. Sao nghe mùi thối thối gì vậy?
À, mấy dãy cây. Năm xưa mấy anh em mò cá chỗ này nè cả nhà. Cái gì? Ở đâu? Xong ơi, cái lắp bằng kia xong. Kia kìa. Còn xong, còn đi xong thôi. Ây da. Lần rồi, cái dạ bển đi bên kia luôn. Ây da. Dì kỳ chạy đâm đến chỗ nào trời. Nhất. Ây da. Ủa sao nó đâm chỗ nào mà không chạy báo ta? Đâu được nữa đâu. Thông ơi, sao con cá dốt nó đâm mà không chạy máu xong? Rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi. Mình nhớ luôn tay gì nè. Ngồi đụng mình nó lội lội theo cái tay em thọt. Cái đường năm xưa đó. Vậy? Lấy cây thọt thọt vô quý. Không được rồi. Ê, hết được rồi. Bị phế cái tay luôn rồi. Cái gì xong? Nó ăn có vô có chút rồi xong ơi. Năm rồi nhớ không? Lúc có trọng luôn á. Thấy cây thọt thọt vô xong. Đang ba bát được. Cái gì? Trọng ơi. Năm rồi nó vô đâu sâu hung đâu. Ừ xong. Chắc cái xong, cầm chắc cái xong. Trời ơi, từ đừng dục. Đừng xong, lên chạy đi đừng dục xong. Ừ. Trời ơi. Okay. Nó mập như con heo vậy á. Còn nữa gì đó xong rồi, thọ thọt chưa xong rồi. Trời cá trời. Để mò đụng nó mò nó mò theo cái tay hoài mà nó. Mà thọt đâu tới đâu. Cái sao? Cá thì nổi mà chui vô áo luôn cả nhà. Áo vừa cự lắm ha. Đụng đầu có lóc mà sao mà tao thò ăn khai ăn cái tay này tao chụp nó kìa. Cái gì? Chưa. Bỏ đi bỏ đi nó bởi vô nó sần mình nó cắt ghê trên đó. Sao vậy nó chạy lên nhưng mà. Trời con cá gì chúng đụng với mình đâu vậy hả? Cái này đó. Nó đụng với cái kịch hả? Gì á? Chui áo ngập thở luôn kìa. Ngập thở luôn. Sao vậy? Anh thích ăn thọt tay chậm lắm nha. Cạo mé kìa. Dính hết đụng nó anh hết. Dính cá lóc anh nè. Ê! Bự không? Cục trọng. Hay trời. Ê! Ê ơi, trời trời sao được? Được. Không được ơi. À, mày giữ cái này đi quý. Rồi rồi, đi ra đi. Trời ơi cá dữ thằng à. Đi vô phang phang ha. Con cá lóc bự lắm. Gì? Cái tay là hả? Đâu? Cho cả nhà thấy rồi anh hết ơi. Ê! Trời ơi hết hồn tôi nó xảy không à. Ở đằng dưới coi. Rồi. Lạnh. Nhưng mà không sao. Xong luôn quá. Dễ gì. Sao anh? Ủa, ở dưới cái lồng dưới không có hả ta? Ừ đó, quỷ thằng ngu. Cái gì vậy? Cái gu mày bạnh không chứ mày nè. Đúng chứ mất. Phải không? Ủa dạ. Tán như cái tay cái dung dinh chờ không biết cái chơi cái chốt mà nhức quá trời nhức rồi. Để bắt chơi giờ thì thử không còn. Thằng ơi. Nè cầm đi. Rồi sao? Không được cái giọng như này được tao ta. Cái giọng này đâu? Đè nè, anh thích, anh quyết vô đây đừng hồng xuống đây anh quyết. Anh ở đây nè. Ừ. Thôi đưa cái bồng cho anh Thiết cầm dưới này nè. Kê tái bên này kìa. Cái gì? Sao tao ta chân giật dữ ta? Lắm rồi. Trời ơi đó. Cái đô cả nhà ơi. Gì không? Trời ơi nói tao kìa. Cầm xuống mới được. Đứng lên lạnh hả? Đứng lên lạnh. Cả nhà ơi con này chúng mang cá lóc dữ lắm bự luôn. Đây cái này nè. Phan. Rồi buông. Nhà con nè. Trời ơi.
con nào như con nấy, cầm tay cầm tay lúa gì đó. Cảm ơn. Đó, trời ơi, cá rô. Đúng đời cá rô thiệt chứ. Mập. Cá rô đồng mà cỡ đó là dữ lắm, ngon đó cả nhà. Cái gì vậy? Cá chê. Trời trời. Sao lên trên dữ lắm? Kìa, con cá rô kìa. Lửa. Chúng ổ rồi, cái này là ổ luôn rồi nè. Còn nhiều lắm hả? Còn có lắp nữa. Có lắp còn trống nữa. Cái chè cũng đóng được. Cẩn thận anh em ơi. Cái chè đó, cái chè trắng không là cháu ơi. Dữ lắm xong rồi. Cái gì mà dữ thần thế trời? Đậu nó rút vô đi. Bắt nào chán về xuống dưới ngồi anh. Sao không lo quay cái đầu ra mà quay cái đâu, cái đó cứ mình rồi rồi cái gì vậy? Trời nguy hiểm vậy. Cái nhỏ vậy không? Lửa cái bự bắt đi. Lửa cái bự bắt đi. Biết sao lửa? Trời ơi. Con nào bắt chứ? Quýu hết. Nói, ê, con nào bự ra đây nè. Nhỏ vô chui trong. Lại vô chưa à? Nè, bắt này bự nè. Trời ơi, cái chai trắng bự nghe. Còn có lóc bự quá mà. Đụng nó, nó chui trong đó. Quá trời rồi, bố đi. Làm giật chưa? Lạnh. Như đờn vậy. Em sửa ấm em bằng cách rất là đơn giản. Lặn xuống. Chậm xuống nước. Không có. Rồi. Sửa ấm. Sửa ấm dùng dưới. Ngủ cái rô. Rô này chết mấy trái bầu như trời. Tự sưởi ấm là quên đấy. Thiệt anh làm thử đây. Kỳ lắm. Trời ơi, liền liền xong. Sao anh thấy? Còn có lóc bự lắm. Đụng nó mà sợ sợ chỗ đó, nó đang thì sợ chỗ đó. Đụng nó nắm đuôi nó rồi mà kéo nó ra. Học ác đó. Không tới hả? Không tới. Bọn họ nó cũng ngợp nó yếu xìu à. Lóc bự bằng lóc này. Ê! Gì vậy? Chưa chưa thấy mùa rồi. Nó chít em hả? Mưa nhiều quá, ố màn hình trần cả nhà. Nó chui ra được hả? Nó ngập mà. Có nước gì cho nó chảy dưới hả? Mưa đó. Ở trên lộ tuôn xuống. Chơi luôn anh Quý. Nó ngập rồi anh Quý ơi. Trời ơi, cái rô còn nặng nói gì nữa hay sao? Cái rô vậy mới chết. Hết cá rồi. Cái gì đó cả nhà. Lắm cá này. Mất cái rô cái này mấy mẹ bận bầu rồi đó. Bận. Bận lắm. Cái rô khó bận. Sao không ơi? Chồng trang hết cắt cầu mẹ rô. Trời ơi. Nhóc cưng giống. Ủa cả nhà, cả nhà. Như cái dù nuôi gì á. Con nào vô sao ông ém được cái lỗ này nè. Bắt cá bự thôi không, cá nhỏ. Thả đi. Chứ bắt hồi là nguyên quả gì không nổi đâu đó. Tới nhà rồi, ngang cửa rồi. Cả nhà có nghe chế độ rung không?
Vô bắt dầm nước còn dầm mưa nữa. Đồ rung. Xong chua giống luôn cả nhà. Bên kia sao đụng cá lóc không anh? Lớn cái gì nè? Cái rồ. Cái rồ. Cái rồ quá rồi, cái rồ. Cái này mà có cái tô canh nào mà ấm ấm mà húp cho một cái mà tưởng tượng đi, mà tưởng tượng không bao giờ lạnh. Tưởng tượng đi. Canh bí vậy ha. Anh bao thấy không? Cái bự này là chúng ta ngon không? Mắc cơm á. Mắc cơm hả? Ừ. Đeo gì lắm. Nữa kìa. Cái gì vậy? Cần lấy ống hút để vô miệng không? Thở. Sợ có đất trên đậu đi không? Trời ơi, một con nữa. Cái rồi. Tụng nó chưa? Tay ai ạ? À? Gì? Tay anh Quý cho tay. Tay là tay. Cái đuôi con cá lóc nè. Ừ. Đúng lắm bự. Thấy không? Tay nắm đuôi nó, mình phải chạy quốc quánh ngoài đó. Gì bên kia đuôi, bên đây đuôi là hai con đó. Một con. Nó chạy qua chạy lại. Hai đuôi mà. Này thọc bánh rồi xong. Thọc thọc coi. Mày nếp nịch nó đuôi vậy. Chính chưa? Được rồi, cái đuôi vào ông. Hả? Rồi cái đuôi vào ông. Bắt nó nè. Đây. Tao đi. Nè ông ném luôn đi, tao bắt mớ cá rô nữa coi. Bắt cá lóc chứ đi. Lóc chứ không bắt gì tới. Gà đây xong rồi. Chính chưa? Nó ngợp rồi đó. Dưới đây vậy, mặt xong kỳ lắm rồi. Đạp vô nghe. Chịu nghe luôn. Nó phan, tao đạp vô cho. Chịu nghe, rồi. Sở chút xíu rồi xong. Sợ đất kìa. Bắt cá lóc kia bằng cá lóc là chết. Sao mà sao? Tôi đắp đuôi thôi, được mày đắp được không? Giờ ông hay qua làm gì? Bên nào cũng đụng đuôi cho người ai đụng đầu. Ai đụng đầu. Cái đầu thuộc cái trong á. Được kiếm cái đầu. Đầu thuộc cái trong á. Đây, đừng nào đạp la lên nha. Nó rút ra từ từ đó nha. Gì? Rút ra từ từ. Xong rồi rút ra từ từ. Cầm nha. Ừ. Anh Quý cầm. Thế đi. Tôi quay đầu tôi phát liền. Cái tay ta chịu cái bên nè. Tới đâu ai nữa mình chưa? Bấm nó gì xong? Bấm cái đuôi ra mới được. Bấm cái đuôi rồi kìa. Đụng mình đó, cá bự lắm trong ơi. Kỹ mới được nghe anh em, nó ra ngoài nó nhảy liền đó. Quay đầu của tao cái không, vô quay. Cá bự xong ơi. Ít bệnh rồi. Bụng mày lớn. Bụng lớn. Tới bụng rồi đó. Trời trời. Cố gắng lên anh em, con cá đang ngợp rồi đó. Chính đi xong. Xong chính đây vậy? Trời ơi, ơi. Chứ đâu? Trời ơi, vô lại rồi. Trời ơi. Hồi hộp đó nhà ơi. Rồi tiếp tục cái gian cũ nữa hả? Ừ. Cá nó quay đầu của tao đây. Móc ra mới được chứ. Ê, cá chạy ra ngoài. Cá vô chạy ra ngoài mày. Về anh thấy quay, anh thấy quay, anh tiếp vào đây. Cá nó chạy ra mình đó. Cá chạy cặp mình xong ra kìa. Trọng đầu chưa? Sao vậy? Cái đậu á. Rồi. Buông à. Buông đi. Dính rồi. Chắc anh thích. Anh Quý. Hai tay anh Quý không? Trời ơi. Nó bự. Chạy mình đi. Chạy mình hết rồi. Vô. Yeah yeah yeah. Cái chè dốc trống á. Đây cả nhà. Con ngu hối nó bự quá nè. Anh Quý. Má lửa luôn nghe. Thôi cá chưa đây nhiều nhớ trời. Thôi cái rô con nữa kìa. Đơn tổ luôn. Đơn tổ. Cái tao không dạy không chọt vô cái ra. Tài thiết. Móc cái lóc đơn tổ luôn. Sao nó khoét cái lỗ nó láng lười đó kìa. Mỹ trong. Thôi quê. Cái chai trắng nhỏ nhỏ bỏ đi. Cái rô con này cũng mẹ mẹ không chấm á. Ôi trời. Ồ cái rô kìa. Nó. Đúng đời được chứ. Dạ bước má. Dạ, yeah, dễ gì bắt hết được. Mỗi cái gồ quá ngon. Cái gồ cá lóc. Đúng là được chứ.
cho thôi anh em tạm ngưng đi. Anh ơi giữ lắm lạnh lại. Dạ anh đi đây. Quý ơi. Tay không tới rồi. Được rồi. Mình giữ lắm rồi. Mình dẫn đi, mình dỡ cái bò cái coi. Nữa hả? Quậy đi, quậy đi, quậy đi, mình dỡ cái nữa mình kết thúc mình về. Thành quả thì thôi dữ lắm rồi. Bữa nay quá trời quá đất rồi cả nhà ơi. Để bò anh coi. Động không thiệt chứ. Rồi mình nhét cái nhét chỗ nào đi. Dưới này nè, chỗ sâu, chỗ sâu nhất á. Ơi ơi. Mình lên. Ôi lạnh cả nhà ơi. Gió bắc. Ơi. Sao anh khỏi đi anh. Thôi về nhà mình đổ, về nhà mình đổ đi. Đổ cho thao ha. Đi. Đi. Về nhà mình đổ thao. Giờ hết quý. Lắm hai cái tay nữa rồi. Trong sân lên coi. Chúng rồi, chúng rồi. Một cái hàng đơn cây. Cái gô bự bành bành ra biết gì hả? Bốn con lắm. Bốn con lắm bự không ạ? À? Bốn con lắm bự là bắt ở đây á. Ừ. Rồi bắt cái dài trống chứ anh chị. Trong sân lên coi, hết lạnh này. Bây giờ mất tiêu rồi. Trời ơi, hôm nãy đổ cái bòi thấy ham thiệt chứ. Mai mình đi chợ mình mua một bịch trà thì gửi cho chú ba nha. Dương ba chứ. Cho ổng canh rượu đi. Canh rượu hả? Ok. Khiêng về luôn rồi cả nhà. Ok nha. Bơi quay xong cả nhà. Lúa ở dưới quê mà, chứ nó phải lúa ở Sài Gòn đâu mà. Ném nhiêu này là không được. Kìa cá ha. Đúng đợi được chứ. Sao mà cũng sao cũng sao nó rút lên đó đã thiệt. Rồi. Năm rồi mình cũng làm cái bọng nó cũng nhiều chứ bộ. Ừ. Rồi đấy cái chạy nữa ấp cái chốt nhóc luôn. Biết cầm cái lên. Rồi lú lên, lú lên quay thành quả cho anh nhà xem nha. Cực kỳ luôn. Dạ. Tiếp xong. Vậy mà còn cái phi nạc nữa. Cứ động rồi buông đi. Đây. Cầm chưa? Tới nha. Chúng mày, chúng mày. Có gì đâu. Đổ ra khai trọng rồi, mấy cáp có sành mình không? Còn hai con nè. Cá lóc chứ. Quá trời cá lóc. Lết nhảy nha. Lết chụp mấy ớt. Chụp mấy ớt. Mấy con à. Ớt nhiều lắm á, bự á. Đó. Nó có gì cá chê đó. Đây mình bắt ra ngoài mình dẫn mấy cá lóc đi thôi nó chết. Rồi lấy cái thao bắt kia lóc đi. Cái thao đừng cá lóc anh lên thế không biết. Cái chốt mà động nó. Trời ơi cá. Thao hết cá đừng lóc ra. Yeah, đừng có lóc ra trước đi. Cho nó ớt vô trong bọng đó. Ừ. Vô vô. Ừ. Bự đâu? Còn dưới này nè. Rồi cá chốt cá chê nhóc chân nha. Dữ lắm cá rồi. Nó lóc như cái lông nuôi kìa. Dạ. Cái luôn quá trời cái luôn luôn. Không có hết bự nữa. Còn nó bự dưới. Nó nằm dưới á. Quá trời quá đất rồi. Cái rô con nào không thấy. Hello Tom. Cái rô bỏ kia, lửa rô nghe bỏ đi. Cái rô bỏ cua nó gì. Cua ra cái bò bò. Thích hồn cá ngon. Để họ nó sần mình trong quá ngon. Mấy con cá chê cá chốt nhiều lắm nha.
Nó phi có mấy con à? Rồi, thiết, đừng móc nữa. Con hết. Cái tay bị gì cho máu vậy? Cái phi nẹt nè. Đây cả nhà, quá trời. Cái lóc con này tăng một. Cái lóc cầm tay lúa không nghe. Đó. Con cá này bắt sao có gì không ta? Cá sần mình á. Cá sần mình. Đó. Rồi, cái này nè, cái này nè, dưới nè. Cái này nè. Cái này sang mình. Ừ. Nằm tuốt ở trong á. Ồ. Cái này có khoảng 2 3 kg à. Có 2 3 kg cá lóc quá. Gì? 4 kg đó. Có không? Cần thử coi, cần đó. Vô vô vô. Còn ai nhỏ chết rồi. Vọng vọng thôi. Sống rồi chết mà thầy. Ít nè. Quá trời luôn rồi. Thôi bây giờ lựa cá ra rồi mình giọng cá. Rồi bên đây thì cá rô nữa nè cả nhà. Một bánh 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 luôn mà. Bánh bánh. Trời ơi 5 kg. Còn 4 kg 2. Nè còn đây nhóc chưa nè. Kể như 4 kg đó. Ghê trời. Cái lóc cái rô còn nói gì quay thôi bây giờ thì lúa tạm thời kết thúc clip ở đây nha nha, hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo ở Tân Công Xính. Bye bye cả nhà nha. Bye bye, bye, bye. Bye, bye.